Xin chào chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Cẩm Vân Cô Gái Miền Tây. Năm mới thì Vân cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Bình thường á, giao thừa thì nhà Vân chỉ ăn đơn giản thôi, năm nay thì nó đặc biệt hơn chút xíu là do có cậu Liêm nè, Hậu nè, với lại vợ chồng của một người bạn của Vân ở bên Phú Quốc về nữa. Thì vợ chồng bạn của Vân về có mua một ít pháo á, về để mình đốt đón giao thừa, nên là hôm nay mấy chị em mình họp lại đây để chuẩn bị đồ ăn nè, rồi đồ uống để tối nay mình cùng nhau đón giao thừa. Để hôm nay Vân sẽ cho cô chú anh chị mình xem là mấy chị em Vân chuẩn bị gì nha. Đây là cậu mình với Cẩm Hà, đang cậu thì gửi gao, Hà thì đang làm cá. Này là để nấu lẩu. À, cậu Liêm lúc trước là về được vài tháng xong rồi lại nhớ Bình Dương không chịu được cuộc sống ở quê hết cuộc sống nhộn nhịp hả cậu? À, đây là mỗi người một tay một chân đang chuẩn bị. À, Hà thì đang rửa cá. Ở đây là mình nấu lẩu Thái là có ít gạo, hay Văn có mua thêm mực để lát nữa mình đổ ra mình rửa luôn. Có tôm nữa để mình để vô lẩu. Cũng không có ai hết nên là mình ăn đơn vãng thôi ha cậu ha. Tại vì có nhiều người nó cũng có ai làm chứ làm dễ làm. Năm nay thì Tiễn thì bán gà nướng muối ớt nên là có mua của Tiễn hai con gà nướng nữa, lát Tiễn đem xuống. Nhà mình thì đàn ông trai là đám đen, cậu Liêm nè, Trung Hậu nè. Hậu làm thế này chừng nào xong như mực đó Hậu? Kệ đi. Bán có bông cái đùng đó là đem vô ăn luôn ha. Ăn cái con mực này lát nữa mình sẽ bỏ vô trong cái lẩu. Ủa cậu ơi, làm gì đúng chứ cậu, chỉ Hậu đi cậu, hay là mất mổ cái bụng nó ra, hay là lấy gì trong cái bụng nó ra? À, như vậy lấy mắt ra được rồi ta. Ai cậu cũng gần đó, lấy mắt thôi là được rồi. Không, chắc lát nữa tắt đèn tới tối cũng ăn được. Đúng rồi. Mỗi người có một công việc. Sao à, con cắt làm đâu luôn, cắt nó cắt làm ba hả? Yeah.
còn vài phút nữa thôi là mình bắt đầu đón năm mới nha. Đây là mấy chị em mình nguyên gia đình mình đang chuẩn bị làm lễ khai mạc để bắn pháo hoa đón chúc mừng năm mới. Bắn lát lên quá trời, sớm mình nay quá chuyện đông vui rồi. Ông chú là chim chưa? Chờ đi phát. Ai thấy được rồi đó, không thấy được không chú ơi? Để cho ta hồi hộp không chú ơi. 56 rồi. Quá trời ngày ạ. Ai mà không biết iPhone hay là những cái điện thoại thời thượng thì mình chuẩn bị bật cái camera của mình lên đi mọi người ơi. Mời quý vị nha. Còn 3 phút nữa là bước sang năm mới. Chúc toàn thể mọi người một năm mới luôn luôn thịnh vượng và sức khỏe. Ngày mai là có lắm mà ủng hộ tôi bích nào luôn, khổ quá nhờ. Bắt đầu. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chụp hình đi. Chụp hình đi.